Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Khôi Phạm TV. Khôi Phạm TV kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, Sài Gòn chợt nắng rồi chợt mưa, đó là câu ca quen thuộc. Với những ai đã thân quen với Sài Gòn rồi thì chắc chắn sẽ quen được với bất chợt rồi nắng, bất chợt rồi mưa, nhất là khi chúng ta di chuyển trên đường. Có thể đang đi ở quận này thì trời nắng, đi một đoạn thì lại trời mưa, mặc áo mưa xong thì lại đi một đoạn nữa thì lại gặp khu vực trời nắng. Đó là một điều rất dễ gặp khi sống tại Sài Gòn. Chắc hẳn mọi người đều đã trải nghiệm qua cái cảm giác như vậy. Sài Gòn trải qua những ngày nắng nóng thì bất chợt chiều hôm qua và sáng hôm nay thì đã đổ những cơn mưa kéo dài trải rộng trên tất cả các quận, từ Gò Vấp cho tới các quận trung tâm, quận nhất. Nên có một số người đã chưa có sự chuẩn bị kỹ cho những cơn mưa đầu mùa này, nên có thể họ không có mang sẵn áo mưa trong người. Kính thưa quý vị, video này Khôi Phạm TV đang di chuyển trên đường Công Lý, là đường Nguyễn Văn Trỗi khi xưa, về từ hướng quận nhất về Gò Vấp, và đã gặp cơn mưa này nên Khôi Phạm TV đã ghi làm video này để gửi đến quý vị, nhất là những quý vị xa xứ nhìn những hình ảnh thân quen của Sài Gòn khi xưa cũng như là hiện nay nha quý vị nha.